kế thừa tình yêu nông nghiệp từ bố mẹ, thấu hiểu những khó khăn của đồng bào dân tộc. Cô gái vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Lưu Thị Hòa, quyết tâm trở về khởi nghiệp từ nông nghiệp, làm giàu cho quê hương. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, hiện nay Hòa đã là chủ nhiệm hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp và Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Po Mỉ với 7 thành viên, cùng 2 cửa hàng phân phối các đặc sản của vùng cao Hà Giang ở Hà Nội, với mức doanh thu vài trăm triệu đồng mỗi tháng. Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội. Chuỗi cửa hàng về bản của cô gái trẻ Lưu Thị Hòa cũng không còn không khí tấp nập như mọi ngày. Nhưng những mặt hàng nông sản thiết yếu vẫn được vận chuyển đều đặn đến tay người tiêu dùng. Tất cả các mặt hàng đều là nông sản của bà con Hà Giang, sản xuất theo chuỗi liên kết với hợp tác xã Po Mỉ. Chúng tôi cũng có page Facebook nên là chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và khách sẽ tiếp cận được nhanh hơn, thì khi chúng tôi có hàng thì khách cũng đặt trực tiếp trên Facebook. Vì giãn cách nên là khách hàng sẽ không thể đến trực tiếp cửa hàng, chúng tôi phải đặt ship, hoặc là các khách ở tỉnh xa thì chúng tôi sẽ giao hàng nhanh hoặc là Viettel ạ. Còn khách ở gần thì chúng tôi sẽ đặt ship trực tiếp trên app cho khách. Sinh ra ở vùng núi Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, Lưu Thị Hòa, cô gái sinh năm 1992, mang hai dòng máu, dân tộc Cờ Lao và dân tộc Pù Péo. Hòa là một trong số những người may mắn được theo đuổi con đường học vấn. Tốt nghiệp khoa quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hòa tiếp tục chương trình cao học về luật. Thế nhưng, sau khi ra trường, có 2 năm làm việc cho các tập đoàn trong và ngoài nước, Hòa vẫn từ bỏ môi trường làm việc hiện đại, chọn con đường đi riêng là trở về cao nguyên đá thực hiện ước mơ của mình. Thì mình muốn trở thành một cái mô hình kiểu mẫu mà có thể là phát triển cái mô hình nông nghiệp sạch, hướng người dân ở xung quanh đây đến là họ sẽ sản xuất nông nghiệp theo một cái hướng là nông nghiệp sạch, không sử dụng hóa chất, không sử dụng chất hóa học độc hại. Và ngoài ra thì cũng là một cái sinh nhai để cho đồng bào xung quanh cũng có thể là tham gia vào mô hình. Ngoài ra về cái yếu tố văn hóa thì một cái điều mà mình chăn trở nhất đấy là cái sự mai một dần của cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Pù Péo, ở một trong 5 tộc người mà có số dân ít nhất Việt Nam. Bản thân là một người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất còn nhiều gian khó, Lưu Thị Hòa thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn của bà con nông dân. Nhưng cô cũng nhận thấy điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng của mảnh đất Đồng Văn thích hợp cho nhiều loại rau, củ quả phát triển. Cùng với sự hiểu biết về sản xuất, kinh doanh nông sản sạch, hiện đại, sau nhiều năm sinh sống, học tập tại thủ đô, Lưu Thị Hòa quyết định thành lập hợp tác xã để khởi nghiệp từ nông nghiệp, giúp nền nông nghiệp quê hương phát triển. Những nơi đây thì cũng tạo nên cái nguồn cảm hứng để cho tôi có thể là hình thành những cái ý tưởng phát triển những cái mô hình và nó gắn kết với cái yếu tố văn hóa ở đây. Cái giá trị mà tôi muốn hướng đến đấy là cái giá trị giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc Pù Péo, đồng thời là cũng tạo ra một cái mô hình mà có thể liên kết được họ, tạo ra cái kế sinh nhai cho chính người đồng bào dân tộc của mình. Thế nhưng, bắt tay vào việc mới thấy không đơn giản. Sản xuất nông nghiệp của bà con ở vùng cao Hà Giang lâu nay vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, không đáp ứng nhu cầu. Trong quá trình thực hiện ý tưởng của mình, Lưu Thị Hòa cũng từng thất bại. Mình chưa tìm hiểu về thị trường cũng như là mình cũng chưa tìm đầu ra trước. Cái sản lượng nó vượt quá cái mức mà mình có thể tiêu thụ được. Thành ra là rau bỏ đi rất là nhiều. Còn thịt thì mình chấp nhận là hàng hỏng, hàng thiêu bỏ hết toàn bộ luôn. Và khi mà mình tái đầu tư cũng như là bắt đầu vay vốn thêm để đầu tư cho cái dự án đấy thì là mình lỗ. Sau một thời gian quyết tâm làm đến cùng, đồng thời thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển mô hình gia trại của huyện ủy Đồng Văn đến tháng 10 năm 2017,
hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỉ được thành lập với 7 thành viên do Lưu Thị Hòa làm chủ nhiệm. Quy mô của hợp tác xã có 2.700 m² nông trại với quy trình khép kín, trồng, sản xuất, kinh doanh một số nông sản, đặc sản như mật ong bạc hà, cây ăn quả lâu năm, rau củ quả ngắn ngày, v.v. Gần 2 năm qua, hợp tác xã đã tích cực tham gia vào các hội chợ, triển lãm tại nhiều vùng, miền để khảo sát, giới thiệu, mở rộng thị trường. Việc mà thanh niên về huyện lập nghiệp ấy là một cái việc mà tác động tương đối lớn đối với cái việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Vì thanh niên thì là bao giờ cũng có tính mới và sôi nổi, rồi là rất là hăng hái và có ý tưởng rồi có trí tuệ. Cho nên là từng khi thực hiện các cái mô hình thì cơ bản là đạt được cái mục tiêu. Và thêm một cái nữa là thanh niên cũng rất là kiên trì. Nên là nếu như thất bại lần đầu, lần một, lần hai thì lần ba cũng chắc chắn là sẽ thành công. Do đó là tác động rất lớn đến cái phát triển kinh tế xã hội, mà đặc biệt là nó là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân ở trên địa bàn. Hiện nay, hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỉ đã thu hút và liên kết được nhiều hộ dân người Mông và Pu Béo tham gia sản xuất với các loại mặt hàng thế mạnh đặc sản, rau củ quả ngắn ngày như củ cải, bắp cải, đậu tằm, rau Hà Lan, cải mèo, gừng đồi, trồng theo hướng hữu cơ, an toàn. Từ sự thuyết phục của Hòa cùng với những hiệu quả kinh tế thiết thực mà hợp tác xã mang lại, bà con đã nhận thấy những lợi ích khi vừa có thu nhập chính đáng cho gia đình, vừa góp phần phát huy, bảo vệ những giá trị vốn có của địa phương. Thì cái hợp với hợp tác xã thì lúc đấy là vợ chồng có thể là hái tẩy nương mà hợp tác xã về lấy tẩy nương đi giao. Tiếp nối thành công bước đầu, Lưu Thị Hòa và các cộng sự đã tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp lần thứ tư với chủ đề phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cùng với các đối tác chiến lược tổ chức. Dự án Hòa mang đến cuộc thi là Farmstay, nông nghiệp bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Văn, Hà Giang. Dự án tập trung triển khai vùng trồng rau an toàn và cây ngắn ngày tại xã Phố La, Sùng La. Bước đầu là liên kết bà con áp dụng quy trình chăm sóc hữu cơ vào sản xuất, khắc phục những khó khăn trong quá trình canh tác và kết nối những sản phẩm đặc sản đến với thị trường rộng lớn hơn. Mình cũng rất mong muốn là nhận được cái sự đóng góp cũng như là cái sự hỗ trợ từ các tổ chức, từ chính quyền. Tại vì cái dự án mà mình đang triển khai ấy, dự toán nó lên đến 5 tỷ chỉ xây dựng cái khu lưu trú và cho cái hoạt động truyền thông. Còn tất cả những cái cốt, tức là những cái về farm này, về xây dựng, về cái phần liên kết là mình đã hoàn thiện rồi. Về làm cho trang trại ở đây thì công việc cũng đơn giản là chụp hoa và cắt hoa hồng, nhưng có thu nhập ở mức trung bình khá, đủ trang trải cho gia đình tôi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giúp cuộc sống bớt đi phần nào khó khăn. Công việc này góp phần giữ được nghề nông nghiệp của quê hương, nên bản thân tôi cũng rất muốn ủng hộ. Hòa đã xác định được hai giai đoạn cho dự án của mình. Bước đầu tiên, liên kết dân làng và giải thích cách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bắt đầu cuộc hành trình của dòng sản phẩm an toàn sang các tỉnh thành. Bước thứ hai, thu hút du khách tới Farmstay ở Phố La và Sùng La khi lên cao nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng là giai đoạn tập trung vào khai thác yếu tố văn hóa, du lịch, đánh thức tiềm năng bản địa, vừa là tôn chỉ, vừa là động lực để Hòa và cộng sự cố gắng không ngừng mỗi ngày. Hiện tại, do dịch Covid-19 nên ngành du lịch gặp nhiều khó khăn, dự án của Lưu Thị Hòa cũng bị ảnh hưởng. Cái farm của mình có một cái tôn chỉ đấy là mình không can thiệp vào thiên nhiên. Tức là mình tất cả những cái cảnh quan đấy mình đều giữ nguyên luôn, không có phá, không có sử dụng bê tông để vào bê tông hóa trong cái vườn đấy, để người ta có thể trải nghiệm những cái nó mang tính tự nhiên nhất. Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, nên có nhiều loại hình dịch vụ du lịch. Nhưng loại hình du lịch Farmstay sinh sống
trải nghiệm ở trang trại chưa được phát triển ở Việt Nam theo đúng nghĩa. Hướng tới xu thế mới này là bước đi táo bạo của Lưu Thị Hòa, thể hiện rất rõ ý chí tiên phong của thanh niên lập nghiệp. Vì hiện nay có mỗi một cái mô hình này đáp ứng được một phần nào đó với nhu cầu của con nhân dân, cũng cần thêm những cái mô hình thêm nhiều những mô hình như vậy và với quy mô nó lớn hơn nữa thì để cho nhân rộng cái mô hình ra thì chắc chắn mà cái việc mà tác động đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện là sẽ rất là lớn. Đến với cao nguyên đá Đồng Văn, hẳn nhiều người đã được biết đến với mảnh đất mà đồng bào dân tộc thiểu số đời đời mưu sinh trên đá. Đất đai để sản xuất nông nghiệp rất hạn chế, cần phải được sử dụng một cách hiệu quả. Những bước đi táo bạo của cô gái Cờ Lao mang tên Lưu Thị Hòa đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở nơi đây trên con đường khởi nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.